Về xưởng mẫu áo mới anh em ơi, màu đen siêu hot, chỉ 120k. Quất quất quất, tích lũy mua đủ số áo sẽ nhận quà cực ngon, không cần mua một lúc. Mua 3 áo free ship, mua 5 áo tặng 1 mô hình, mua 10 áo tặng 1 mô hình size lớn. Đội hình hải tặc đáng sợ nhất thế giới hiện giờ, băng ngũ rơm đóng góp 5 thành viên. Xin chào 500 anh em của băng hải tặc Săm Soi TV. Trong thế giới hải tặc đầy khốc liệt, bất cứ băng nhóm cướp biển nào nếu nuôi ý chí đi xa đều cần phải có những cá nhân kiệt xuất để chèo lái con thuyền của họ đến đích. Aokiji đã từng nhận xét rằng Luffy đã tập hợp được những kẻ ưu tú nhất ở từng vai trò để sát cánh cùng cậu xông pha vượt biển. Có thật là Luffy đang sở hữu những người tuyệt vời nhất ở từng vị trí công tác của mình hay không? Và những ai ngoài kia có thể thay thế họ để tạo ra một băng hải tặc đáng sợ nhất theo format của băng mũ rơm? Và không để anh em phải chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đến ngay với video của chúng mình nhé. Lưu ý, đây là cảm quan suy nghĩ của Săm Soi. Nếu anh em có đội hình khác thì cũng có thể comment ở dưới để chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận nhé. Không chần chờ gì nữa, nào chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Một thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Anh em nghĩ để trở thành thuyền trưởng vĩ đại của một băng hải tặc mạnh nhất, người đó thì cần có những yếu tố nào nhỉ? Và sức mạnh đáng sợ, tố chất thủ lĩnh, danh tiếng, hiểu biết về biển cả, vân vân và mây mây, những điều mà một thuyền trưởng muốn bước lên vũ đài vĩ đại cần có. Dù vẫn còn thua kém về nhiều khoản nhưng mình vẫn chọn Luffy cho vị trí này, đơn giản vì não cao su là main. À đùa chút thôi nhá, nhiều bạn sẽ chọn vị trí này cho Goldie Roger bởi ở ông chúng ta cũng dễ dàng nhận ra được những tố chất quá tuyệt vời của một kẻ đứng đầu, dẫn dắt băng hải tặc của mình. Nhưng Luffy lại là một kẻ đặc biệt, hội tụ đủ tố chất của vua hải tặc nhưng mà hơn Roger một chút vì cậu là người được lịch sử lựa chọn. Ở Luffy, chúng ta có thể thấy được bản tính hiền lành, vị tha, dù đôi lúc cư xử có phần thẳng như ruột ngựa với những câu nói chẳng nể nang gì ai, nhưng đó thì chính là cái chất riêng tạo ra điểm nhấn của cậu. Đối với đối thủ, cậu rất rõ ràng, nếu làm gì gây hại cho đồng đội hay bạn bè, thuyền trưởng mũ rơm sẽ sẵn sàng ra tay dạy cho chúng một bài học. Nhưng mà sau đó nếu cần thiết, Luffy thì vẫn có thể tha thứ, thậm chí liên kết liên minh với chúng vì một mục đích chung. Ở Luffy có cách cư xử nhân hậu nhưng vẫn duy trì được cái uy cá nhân của mình. Dễ dàng nhận ra trong suốt cuộc hành trình, Luffy chưa từng ra tay giết bất cứ ai, kể cả đó là những tên bạo chúa đáng sợ hay kẻ sát nhân không kề tay. Mẫu số chung của chúng đều là bị Luffy đá đít vào thôi. Còn về phía Roger, ông thì mang nhiều ý kiến trái chiều về một kẻ sẵn sàng ra tay lạm sát một băng hải tặc vì họ dám làm hại đến bạn bè ông. Sự khác biệt ở đây chính là việc Lu chỉ đánh nếu thực sự kẻ kia làm bậy, còn Roger có thể ra tay ngay lập tức. Bên cạnh đó, sự ưu việt hơn hẳn của Luffy so với Roger là yếu tố kẻ được chọn. Ai cũng biết Roger đã hoàn tất cuộc hành trình vòng quanh thế giới và đến được nơi tận cùng, nhưng mà sự thật ông vẫn chưa phải người được chọn để hoàn tất sứ mệnh lịch sử, thay vào đó phải chờ đợi thêm 20 năm, kẻ đó mới được sinh ra và không ai khác ngoài Monkey D. Luffy nhà ta. Còn về mặt chung nhất ấy, chúng ta vẫn dễ thấy ở Luffy là có khả năng lãnh đạo kết hợp với những kỹ năng của từng thành viên để đến cái đích cuối cùng. Cậu thì truyền được cảm hứng cho đồng đội và khiến họ tin tưởng đi theo con đường mà cậu đang tin tưởng. Và rồi tất cả cùng sẵn sàng đi theo nó một cách vô điều kiện, thậm chí là hy sinh để bảo vệ ước mơ của thuyền trưởng. Chẳng phải đó là những yếu tố vượt trội để Lù được chọn cho vị trí thuyền trưởng của băng hải tặc lý tưởng này hay sao? 2. Thuyền phó Zayli. Vị trí dưới một người nhưng trên phần còn lại của băng, mình lựa chọn Minh Vương Server Zayli. Tại vì sao mình lại lựa chọn Zay thay vì đầu tàu? Cơ bản vì để giảm thiệt hại cho cái đầu bốc đồng của khu thuyền trưởng, chúng ta cần có một thuyền phó điềm tĩnh, kinh nghiệm hơn. Và điều này, cánh tay phải của Roger hơn hẳn kiếm sĩ của băng mũ rơm. Sự bình tĩnh của Zayli thể hiện ở rất nhiều khía cạnh, dễ nhất thì chúng ta cũng có thể thấy là khi ông chiến đấu. Còn nhớ là khi mà băng Roger chạm mặt với băng dâu trắng, thay vì hùng hục lao vào chém giết như cách mà thuyền trưởng mình đang làm, sư phụ của Luffy lại khá điềm tĩnh. Chỉ bằng một ngón tay, Zayli đã thể hiện sự ao trình của mình trước mặt Marco, người lúc bấy giờ đã sở hữu sức mạnh của trái phượng hoàng. Và bên cạnh đó, Zayli còn cho thấy mình là một người cực kỳ thông minh, biết đánh giá tình hình thực tế xuất sắc.
Trong màn đối đầu trực tiếp với Gizazu, một kẻ cực mạnh thuộc chiến lực mạnh nhất của hải quân, ông chỉ tập trung vào kiềm chân hắn dù biết rằng băng mũ rơm đang gặp khó với những Pacifista. Dù rất muốn nhưng mà Minh Vương vẫn không thể hỗ trợ được gì thêm cho họ. Có thể chính ông thì cũng đã hiểu rằng sức mình có hạn mà đối đầu với mình là một con quái vật đúng nghĩa. Nếu sơ suất cái giá phải trả sẽ rất đắt và có thể sẽ khiến kẻ thù tìm được cơ hội để tiếp cận băng mũ rơm. Điều này sẽ có hại hơn rất nhiều. Còn về so sánh sức mạnh thực tế khi ở thời kỳ đỉnh cao giữa Zeli và Zoro thì chúng ta cũng có thể khẳng định Zeli hơn một bậc. Vẫn biết là Zoro còn trẻ đã đạt tới cảnh giới khiến những kẻ đối đầu phải có phần chùn tay, nhưng nếu đặt lên bàn cân với Minh Vương thì độ chênh vẫn có gì đó khá là lớn. Khi đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, ông thì vẫn bơi qua vành đai tĩnh lặng, thậm chí khi mà lên bờ vẫn không cho thấy bất cứ một dấu hiệu gì của sự mệt mỏi cả. Hay thậm chí ở độ tuổi đó, ông còn cầm chân được cả đô đốc hải quân thì đủ hiểu sức mạnh thời trai trẻ của Zeli là đáng sợ biết nhường nào. Bàn về sức mạnh lẫn trí óc như vậy đủ thấy đẩy trị được một thằng thuyền trưởng bất ổn như Lù, cần lắm một thuyền phó điềm đạm như Zeli. 3. Hoa tiêu Nami. Đây chắc chắn là vị trí dễ thở nhất với mình khi mà vẫn tiếp tục tin tưởng vào Nami với vị trí hoa tiêu cho băng hải tặc bá đạo này. Ngay từ những chap truyện đầu tiên, chúng ta cũng có thể thấy kỹ năng hàng hải hơn người của cô gái tóc cam. Với vốn kiến thức uyên thâm, Nami đã lọt vào mắt xanh của thuyền trưởng Luffy ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến cho cậu cương quyết phải lôi kéo được người này lên thuyền cho bằng được. Bên cạnh vốn hiểu biết hơn người, Nami còn sở hữu một skill cực kỳ bá đạo mà không một người nào khác ở trong thế giới hải tặc này có được, đó là kỹ năng cảm nhận thời tiết cực kỳ chính xác. Như anh em cũng biết thì khu vực biển thuộc đại hải trình và sau đó là tân thế giới là cực kỳ bất ổn về mặt thời tiết. Việc xác định rõ ràng thời tiết là việc bất khả thi. Ấy thế mà miêu tặc nhà ta có thể dự cảm được những điều ấy chỉ qua gió, độ ẩm, những đám mây bằng da, bằng thịt của mình. Như trong chuyến hành trình đến Alabasta, dù đang bị sốt nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Nami thì vẫn chỉ đạo hướng đi cho Going Merry tránh khỏi cơn lốc xoáy siêu to khổng lồ khiến Vivi cũng phải thầm thán phục về cái tài của Nami. Hay ở trong One Piece phim Strong World, chỉ với skill này, hoa tiêu của băng mũ rơm cũng đã dự báo chính xác cơn bão đang tới. Trong khi đó, dù sở hữu máy móc tân tiến, nhưng mà đội ngũ của Shiki vẫn không thể dự báo được. Và chính điều này đã khiến cho sư tử vàng khát khao có được Nami hơn. Ai cũng biết, để có thể đưa thuyền trưởng đến tận cùng của ước mơ, trước hết họ phải có cho mình một hoa tiêu xuất sắc và người đỉnh nhất chỉ có thể là Nami, trừ mấy ông một mình một ngựa ra nha. 4. Xạ thủ Yasop. Vị trí xạ thủ trong băng hải tặc bá đạo này mình sẽ dành riêng cho tay thiện xạ số 1 của băng hải tặc tóc đỏ Yasop. Ở cùng vị trí này, ta có thể có nhiều ứng viên khác nhưng mà cũng chẳng hề kém cạnh như là Van Auger hay chính con trai của ông là Usopp cũng đều xứng là những tay thiện xạ có số má, nhưng mà Yasop là một sự khác biệt. Mặc dù sức mạnh của ông bí ẩn chẳng khác nào các thuyền viên khác của băng tóc đỏ, nhưng có một điều mà chúng ta biết chắc rằng cha của Usopp là tay súng đỉnh nhất thế giới lúc này. Như mô tả của tác giả thì ông có thể bắn gãy râu một con kiến ở khoảng cách là 100 feet mà không hề làm tổn hại đến cơ thể của nó. Luffy cũng khẳng định rằng chưa từng thấy ông bắn hụt bao giờ. Và sau cuộc chiến tại Enilobi, khi mà Gap gặp mặt các thành viên trong băng mũ rơm, tác giả Oda đã từng có ý định để Gap tiết lộ một chút thông tin về cha Usopp. Ông nội Luffy khẳng định rằng Yasop là một gã được kính sợ nhất tại tân thế giới. Biệt danh của ông ta là Chaser, tức là kẻ săn mồi. Đáng tiếc đoạn hội thoại này đã bị lược bỏ vì giới hạn trang truyện. Điều đó đủ khẳng định được tầm vóc của xạ thủ băng tóc đỏ. Ngay cả hải quân huyền thoại như Gap còn nhớ mặt và khẳng định như thế đủ biết là độ bá của ông già gió vương là như thế nào rồi. Ở trong One Piece phim Red, chúng ta cũng có thể thấy Haki quan sát của ông là bá đạo thế nào khi mà có thể kết nối xuyên không gian cùng với con trai mình. Và bên cạnh đó thì nhiều người còn đồn đoán rằng Haki vũ trang của ông cũng ở đẳng cấp cao và có thể bắp vào viên đạn để tăng độ sát thương lên nhiều lần. Chỉ với những điều kể trên thôi, nếu bỏ Yasop ra khỏi vị trí xạ thủ là một sai sót đáng trách. 5. Đầu bếp Sanji. Cứ thử vòng quanh tứ hải hỏi xem là liệu có băng hải tặc nào sở hữu đầu bếp vừa tài, vừa chuyên môn lại xuất sắc trong khoản chiến đấu hơn anh lông mày xoắn của băng mũ rơm không? Vậy nên không ai khác xứng đáng đứng bếp chăm lo cho băng hải tặc xuất chúng này hơn là Sanji chân đen cả.
Có điều bạn không biết nhá, ngoài các cuộc luyện tập cùng với các bậc thầy ẩm thực của vùng đất Okama thì anh ba chưa từng thua ở bất cứ một cuộc chiến nấu ăn nào, kể cả đó là những đầu bếp hàng đầu. Ở ngoài mạch truyện chính, Sanji đã từng có hai lần đối đầu với các đầu bếp khác, một lần với một nữ đầu bếp ở Lock Town, lần còn lại là màn ao trình trước dàn chép của hải quân. Trong giới hải tặc hiện tại còn có một đầu bếp vô cùng danh tiếng đang phục vụ cho một băng tứ hoàng khác, đó là Chilson, người đang sở hữu năng lực của trái Kukunomi, có thể biến đồ vật làm nguyên liệu nấu ăn. Dù chưa từng chạm mặt trực tiếp nhưng mà Sanji thì vẫn cho thấy mình nhỉnh hơn một phần, khi mà chỉ cần ngửi qua mùi thôi, cậu cả nhà Gemma đã vẽ ra được phác đồ làm ra chiếc bánh cưới, trong khi tay kia phải mất rất nhiều tháng. Còn xét về kỹ năng chiến đấu của Sanji thì miễn bàn cãi gì thêm. Năng lực gen đã được kích hoạt, kỹ thuật cước mạnh bậc nhất thế giới khiến cho Sanji có thể trở thành đối trọng mà bất cứ kẻ nào cũng không muốn phải đối đầu. Dù là xét ở bất cứ một khía cạnh nào thì Sạn vẫn là số xì rách nếu muốn tìm một đầu bếp. 6. Thuyền Y, Chavoko đi Waterlaw. Vị trí thuyền Y trên tổ đội khủng bố này là một cơn đau đầu đối với mình bởi ba ứng viên hết sức là xuất sắc là Chủ tịch Chopper này, Phượng Hoàng Marco và Bác sĩ Tử Thần Chavoko đi Waterlaw. Và người mình chọn là anh chàng shipper may mắn kiêm đồng minh khó tính của băng mũ rơm, anh Trần Phan Tiến Luật. Và chúng ta cũng sẽ cùng thử so sánh lo với hai ứng viên còn lại xem là tại sao mình lại ưu tiên chàng trai này hơn nhá. Xét về kỹ năng y khoa đã thể hiện trong mạch truyện thì đối trọng với Law là chủ tịch siêu cấp đáng yêu Chopper rồi. Nói đến Chopper, ta cũng không thể quên những phát minh hay sở hữu khả năng chữa trị tuyệt vời của cậu như Rambo Bone và chiến tích hai lần hạ gục bệnh dịch của Queen. Nhưng mà đừng thấy thế mà Law có phần kém hơn nhá. Từ nhỏ, thuyền trưởng bằng tặng trái tim đã tiếp xúc với y học từ hai bậc phụ huynh, hai người được coi là những bác sĩ xuất sắc nhất đất nước của mình. Về chiến tích trên mặt trận y khoa, Law thì cũng tự hào khi mà có thể cứu Luffy thoát khỏi quỷ môn quan sau trận chiến tại tổng bộ hay đăng nhập lại cho Jinbei sau cú đấm thủng ngực của Akainu. Xét về khả năng cứu người thì Law chỉ có ngang bằng chứ không hề kém cạnh so với chủ tịch nhà ta. Ai cũng biết rằng ấy, khi mà ra trận chiến, việc cần thiết nhất là phải bảo vệ y sĩ. Vậy nên, để nộp được CV lên con tàu dành riêng cho những người xuất sắc nhất, thuyền y phải sở hữu kỹ năng chiến đấu thuộc hạng tốt nhất ở trong giới. Xét về mặt này, Chopper thì không thể so với Law, đối thủ của Law chỉ có thể là Marco thôi. Phượng Hoàng Marco thì miễn chê về khoản đánh đấm rồi. Từ trận chiến tại tổng bộ cho tới trận chiến Onigashima, anh đầu dứa luôn chứng tỏ mình là kẻ khó chịu nhường nào. Với năng lực của trái Tori model Phượng Hoàng thì anh chẳng ngán bất cứ một thương tổn nào cả. Tuy nhiên, dù không bất tử nhưng Law lại có kỹ năng chiến đấu khiến đối thủ khóc ròng. Hãy cứ xem màn thị uy sức mạnh trước một tứ hoàng như Big Mom của anh Luật mà xem thì chúng ta mới biết rằng đẳng cấp của thuyền trưởng bằng tay trái tim thực sự đáng sợ như thế nào. Thứ khiến Law vượt lên trên mọi ứng viên còn lại là trái ác quỷ OPOP, thứ sức mạnh được cho là tuyệt đỉnh dành cho một bác sĩ. Với những tính năng đẳng cấp ở trong quá khứ đã từng là niềm khao khát của cả chính phủ và cả băng Don Quixote, đặc biệt là skill phẫu thuật bất tử khiến cho giá trị của trái ác quỷ này lên đến hàng tỷ Belly. Nhưng mà với những sự vượt trội ấy, một vị trí lên tàu của Law là khó có thể bàn cãi. 7. Thợ đóng tàu Franky. Thêm một thành viên nữa của băng mũ rơm được góp mặt trong Dream Team hải tặc này, và người đó thì chính là anh chàng biến thái siêu ngầu Franky. Nếu xét về thực lực đóng tàu thì mình nghĩ Franky vẫn còn thua thầy của mình, ông Tom một chút, nhưng bù lại là cái óc sáng tạo của một nhà sáng chế giúp ba sai bước nhà ta được ưu tiên hơn. Nói thế không có nghĩa là chê ông Tom không có sáng tạo nhá. Minh chứng rõ ràng nhất cho đầu óc tuyệt vời của ông thợ đóng tàu huyền thoại này là Oro Jackson, con tàu đầu tiên chinh phục được toàn thế giới, cùng với tàu hỏa trên biển là Puffin Tom. Nhưng nếu để xét độ thực chiến đem theo cho một băng hải tặc, thì những sáng chế của Franky có phần nhỉnh hơn. Mình chưa xét đến việc Oro Jackson có được thiết kế hay gắn vũ khí cổ đại nào hay không, nhưng mà với Sunny thì thôi, cái tên con tàu mạnh nhất thế giới xứng đáng hơn bất cứ một con tàu nào khác. Với sức mạnh từ những vũ khí được gắn trên tàu, cộng thêm những trang thiết bị đi kèm, lại còn được đóng từ gỗ cây Adam, cây gỗ quý là nguyên liệu tạo nên Oro Jackson, thì dù dáng vẻ có bé hơn những tàu khác thì cũng chẳng làm Sunny trở nên yếu thế hơn. Và bên cạnh niềm tự hào Thousand Sunny, Franky còn là kẻ chế tác ra những vũ khí bổ trợ cực đỉnh cho chính bản thân mình. Nói đâu xa, chính cơ thể của Franky đã là một tuyệt tác công nghệ.
Sau khi mà bị đâm bay bởi tàu hỏa trên biển, thợ đóng tàu của Ba Mũ Rơm đã tự tân trang cho bản thân mình trở thành một cyborg với những công cụ ở trên con tàu rách. Chưa kể là trên cơ thể của mình, Funky còn tự tạo những món vũ khí mà ngay cả những kỹ sư lành nghề cũng khó lòng nghĩ ra, như là khẩu pháo không khí hay là bộ năng lượng chạy bằng cola. Đó là ở trong quá khứ, còn hiện tại những phát minh tuyệt đỉnh nhất của anh đều dựa vào những bản thiết kế tuyệt hảo của Vegapunk. Nhờ đó thì Funky đã tự nâng cấp bản thân. Và chưa hết nhá, đi kèm thì còn có con tê giác FAU-4 và xe tăng Brachio-5 có thể kết hợp tạo thành một tướng quân Funky cực kỳ mạnh mẽ. Trong suốt chiều dài từ khi mà gia nhập băng cho đến bây giờ, bên cạnh tay nghề đỉnh cao, Funky còn khiến cho người đọc trầm trồ về các phát minh của bản thân. Không chỉ nâng cao khả năng chiến đấu của mình mà còn cả những đồng đội xung quanh. Vậy nên, một slot cho anh chàng Super là điều chắc chắn rồi. 8. Người biết văn tự cổ đại Oden. Để đi đến tận cùng của biển cả và khám phá toàn bộ bí ẩn của lịch sử, băng hải tặc ấy cần sở hữu một người có kỹ năng đọc được những văn tự cổ đại. Và cho tới giờ ấy, mình có hai offer xuất sắc cho vị trí này, đó là Kozuki Oden và Nico Robin. Sau một hồi cân nhắc, mình chọn con tim hay ngay lý trí, mình đã quyết định dành phiếu cho chúa công của vùng Kuri, đó là Kozuki Oden. Nếu xét về kiến thức đọc được văn tự cổ đại thì hai người họ chẳng có gì so sánh cả. Nhưng xét đến hiểu biết trực tiếp về vương quốc cổ đại thì Oden có phần nhỉnh hơn. Cha của Momo được quy hoạch cho vị trí trở thành tướng quân của Wano Quốc, cho nên sau này ông thì cũng có thể nắm được những thông tin mật về cách chế tác đá biển. Bằng chứng là việc ông có thể đục đẽo tấm polyp gửi thông điệp ở đảo trên trời, trong khi bom đạn hay bất cứ một vũ khí nào cũng không thể làm hư hại nó. Bên cạnh đó thì kỹ năng chiến đấu của ông cũng là một điểm cộng lớn. Với nhị kiếm phái từng tha thu lên cơ thể siêu cứng rắn của Kaido, Oden đã tung hoành khắp tứ hải, khắc sâu vào tiềm thức kẻ khác cái danh là samurai mạnh nhất Wano. Và bên cạnh đó thì ông còn sở hữu Haki Báo Vương cực mạnh mẽ, mỗi đòn tung ra đều khiến đối thủ sợ run bĩnh cả ra quần. Và chỉ với những yếu tố cơ bản đó thôi cũng đã đủ khiến Kozuki Oden có thể vượt qua nhà khảo cổ của Ba Mũ Rơm, đường hoàng bước lên con tàu dành cho những kẻ xuất chúng nhất. 9. Nhạc công Uta. Dù chỉ là nhân vật xuất hiện thoáng qua ở mạch truyện chính và trong ngoại truyện, nhưng nữ diva hàng đầu thế giới Uta luôn khiến cho bất cứ ai nghe qua giọng ca của cô đắm đuối từ những nốt nhạc đầu tiên. Người cạnh tranh cho vị trí này với con gái nuôi của Sanji là Linh Vương Brook. Tuy nhiên, nhạc công trên tàu băng Mũ Rơm đã khẳng định so với Uta thì tiếng tăm của ông cũng không thể so sánh được. Nếu bạn chưa biết đến concert đình đám của giọng ca này thì xin lỗi, chúng ta không cùng đẳng cấp. Bất cứ dòng nhạc nào từ rock, rap cho đến nhạc pop, Uta đều nhảy được hết. Và tương tự như những cá nhân được chọn bên trên, Uta cũng sở hữu kỹ năng chiến đấu không phải dạng vừa, nhưng mà không phải ở thế giới thực mà trong mộng ảo. Với năng lực của trái Uta Utanomi, chỉ bằng giọng hát của mình, cô có thể khiến cho khán giả của mình chuyển tài khoản của mình sang một thế giới mới, nơi mà Uta hoàn toàn làm chủ. Ở đây, năng lực của cô cũng chẳng thua kém sức mạnh vô hạn của Luffy ở trong trạng thái Nika đâu. Điểm yếu của cô nàng là chỉ khi thức giấc thì tất cả đều trở lại bình thường, nhưng một khi đã đưa kẻ địch vào mộng ảo thì còn đúng cái nịt khi mà đối đầu với cô thôi. Với cả, băng bây giờ có một vị thuyền viên nữ, Nami thì cũng cần có một chị em với mình khi mà Robin không thể cạnh tranh được một vị trí chính thức. Với tất cả những yếu tố trên, vị trí nhạc công trên con tàu này xứng đáng dành cho cô công chúa nhỏ của băng tóc đỏ. 10. Người lái tàu Jinbei. Với một đội hình thế này, cần một người lái tàu đầy tài năng nữa là Mapping luôn. Và người ấy, ngoài Jinbei ra, không ai có thể đảm trách được. Với kinh nghiệm sóng gió mấy chục năm, ông cá mập béo đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy được kỹ thuật lái tàu của mình nệ cả vườn. Chắc à, anh em thì chưa quên màn show skill cực đỉnh của ông khi mà đối đầu với cơn sóng thần của Big Mom chứ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi bún, Jinbei thì vẫn tìm được một con đường để đưa Sunny không bị đánh chìm. Nó được gọi là buồng xanh, khiến cho các thành viên băng Mũ Rơm mắt chữ A, mồm chữ O trước màn bẻ lái của ông. Hơn nữa thì khi mà sở hữu Jinbei trong đội hình, băng hải tặc này còn bổ sung cho mình một chiến lược có thể tấn công ngay từ dưới đáy biển. Ai cũng biết rằng hiệp sĩ biển xanh là một kẻ mạnh mẽ đến như nào. Với ngón võ karate người cá sử dụng thành thục đến độ bậc thầy, ông có thể khiến cho bất cứ một con tàu địch nào gặp khốn khó nếu như mà chạm mặt. Chưa kể đến kỹ năng này của mình, ông thì cũng sẽ khiến cho kẻ sở hữu năng lực trái ác quỷ có phần e ngại nếu như mà chiến đấu trên biển. Ông hoàn toàn có thể điều khiển cột nước xối thẳng vào người chúng, khiến năng lực trái ác quỷ thì cũng tan biến.
Và hơn nữa, danh hiệu cựu Thất Vũ Hải cũng khiến cho bất cứ kẻ nào run sợ nếu như mà thấy ông đang cầm vô lăng con tàu đó. Vậy nên Jin Bay là lựa chọn tốt nhất cho vị trí lái tàu của băng hải tặc xuất chúng này rồi. Và trên đây là những kẻ mình lựa chọn cho các vị trí của băng hải tặc có thể thách thức bất cứ một thế lực nào trên toàn thế giới. Dĩ nhiên thì với mỗi cá nhân đó thì cũng có những điểm mạnh khác nhau để lựa chọn. Mình chỉ ưu tiên những điểm nổi bật của họ mà thôi nhá. Anh em thì có sự lựa chọn nào cho riêng mình hay không? Hãy bình luận bên dưới để cho mình cùng biết với nhá. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần được nhiều bạn khán giả của kênh Xăm Soi chờ đợi nhất. Và mở đầu cho góc comment ngày hôm nay là bạn Dũng Hứa Quốc. Hello anh Xăm Soi, anh có nghĩ con mắt nhắm của Zoro khi mở ra sẽ là một con mắt quỷ liên kết với một trong ba thanh kiếm tạo ra nguồn sức mạnh tuyệt vời không? Những giả thuyết về con mắt nhắm của Zoro thì đã có rất nhiều, giả thuyết của em thì cũng hoàn toàn có thể nhá. Hãy cùng đợi xem Oda sẽ làm gì với tài nguyên đầy thú vị này nhá. Và tiếp theo là bạn Đoan The One. Nếu sau này Luffy đã chính thức trở thành vua hải tặc thì thuyền trưởng Xăm Soi có đầu quân về phe Luffy không? Cái bạn này, bạn không biết băng Xăm Soi đang là cộng tác viên truyền thông cho hạm đội mũ rơm à? Dĩ nhiên là có rồi. Và cuối cùng là bạn Thanh Nhật 9A7, mong được lên TV của anh Xăm Soi một lần. Em muốn là được ngay nhá. Cảm ơn anh em.